phải từ bỏ mình và thập giá mình hằng ngày mà theo. Ai muốn theo ta phải từ bỏ mình và thập giá mình hằng ngày mà theo. Này ta sẽ đón nhân khốn cùng vì nhân thế, là ta sẽ hiến mang sống mình và sau đó sẽ trỗi dậy rạng ngời trong vinh quang. Thập giá mình.